có mấy hàn ha, mình mang ra ra ngoài mấy cái tiệm cửa sắt đó mọi người. Mọi người kiếm mấy tiệm cửa sắt ha. Anh em kiếm mấy tiệm cửa sắt xong có là nhờ họ hàn, cũng mấy chục ngàn thôi. Thì mình đưa họ hàn mà lúc đưa ra thì để đó nó tự hàn xong mình ra mình lấy thôi, thì nó hàn không được theo ý mình lắm, nhưng mà bây giờ mình phải tỉa lại cho nó gọn ok xí ha. Rồi. Xong rồi thì mình sẽ sơn và đục lỗ rồi gắn vào thử nhé.